Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Magic Fallacy. Thì để tham gia hôm nay các bạn ở link phần mô tả dưới video mình tự động start chatbot nè. Mình sẽ start nha các bạn. Rồi những điều đầu tiên thì các bạn follow Twitter nè. Dự án này các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi bạn bắt đập lên nè. Mình sẽ nhận được 200 token Metis nè các bạn. Metis nè. Dự án này list sẵn là token nha các bạn. Rồi tiếp tục follow Twitter cái nữa nè, trên ngôi bộ nè. Rồi bạn bắt đáp lên nha bạn. Rồi tiếp tục các bạn tweet nữa nè. Rồi các bạn like, các bạn trích dẫn như tweet đi các bạn. Rồi bạn test lại nè, mình chưa có dịch tweet nữa, coi nó yêu cầu gì không các bạn. Mà thông báo thôi làm. Chương trình này góp kết thúc vào ngày 20 tháng 9. Khá là nhiều ấy luôn các bạn ơi. Ok, làm người bỏ đó luôn. Rồi tiếp tục join tiếp kênh seller, join tiếp kênh group. Rồi subscribe kênh YouTube. Rồi trên YouTube mình đăng ký rồi. Tiếp tục join tiếp kênh channel. Máy lock yếu luôn. Kênh channel nó vẫn join sao các bạn. Rồi bạn bắt đập lên nè. Các bạn join tiếp kênh group nè. Rồi trên group này các bạn join sao nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Rồi bạn bấm nút chat. Rồi bạn bấm join này đáp nè. Rồi các bạn bấm submit đi tên nè các bạn. Rồi các bạn điền username Telegram tất cả bạn thì các bạn nhấp vào ba cánh cùng nè. Vào setting nè. Copy username mình chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn trả lời cho bot nè. Còn anh 43 có làm mấy quan các bạn, sau này mới phân phối, không làm lấy gì nó phân phối. Rồi tiếp tục bạn submit đường link và profile theo Twitter mình nha các bạn. Trên tàu Twitter bạn nhập anh bà ta, nhấp vào ba gạch cùng, nhấp vào chia sẻ, rồi sao chép liên kết nha các bạn. Các bạn làm lai gai thì tôi gần nó trao gì lai gai cho các bạn cũng có tiền phê pháo. Rồi các bạn submit địa chỉ gì bình bi sẽ mà trên bếp 20 trên chocolate mình nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ với bên bi mình nè, gửi cho bot nè. Rồi họ có son canceler subscribe không, gọi submit link tweet nha bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái bài các bạn được tweet nè, gửi lại cho bot nè. Sau đó các bạn bấm balance để check số cần mình kiếm được nha bạn. Ok, mình đã nhận được 200 token Metis nè các bạn. Và giữ lên dép chia sẻ trong bè những cái thằng để kiếm token nha các bạn. Vậy video mình đến kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.